Annyeonghaseyo, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với video bài giảng tiếng Hàn sơ cấp của Trung tâm Tư vấn Du học ES. Hy vọng rằng với những video này thì ES có thể đồng hành cùng các bạn trên con đường chinh phục tiếng Hàn. Hôm nay sẽ là bài 7 của sách giáo trình tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam, đó chính là bài 물건 사기, mua sắm. Và video này sẽ là video về phần đọc 읽기. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với phần làm quen. Ở đây chúng ta sẽ nối những thông tin ở cột phía bên này với hình ảnh tương ứng. Ở đây chúng ta có câu đầu tiên là 커피 두 잔을 마십니다. 커피 두 잔을 마십니다. Tôi uống 한 ly 카페. Ở đây 한 ly 카페 chúng ta có đáp án B là đáp án chính xác, đúng không ạ? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có 책 한 권을 읽습니다. 책 한 권을 읽습니다. Tôi đọc một cuốn sách, đúng không ạ? Vậy thì đáp án D là đáp án chính xác. Tiếp theo chúng ta có 사과 세 개를 삽니다. 사과 세 개를 삽니다. Tôi mua 3 quả táo. 3 quả táo của chúng ta sẽ là đáp án A, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ nối A vào đây. Và cuối cùng, câu C là đáp án cuối cùng, đúng không nào? Ở đây câu C sẽ nối với câu 4. Câu 4 của chúng ta sẽ có 자동차 한 대가 있습니다. 자동차 한 대가 있습니다. Có một chiếc xe hơi. Ở đây xe hơi thì xe ô tô thì chúng ta có từ 자동차. 자동차 và đơn vị của nó sẽ là thề, một chiếc, đúng không nào? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần làm quen thứ hai. Ở đây phần làm quen thứ hai của chúng ta sẽ là đọc đoạn văn và sau đó sẽ xem thử là đoạn văn đó có nội dung như thế nào và sau đó xem thử ba câu chuyện này có đáp án là đúng hay là sai. Ở đây chúng ta sẽ có đoạn văn đầu tiên. 주변 시가 시장에 갑니다. 시장은 동대문에 있습니다. 가격이 쌉니다. 주변 씨는 바지가 많습니다. 주변 씨는 치마를 샀습니다. 네. 주빈 씨가 시장에 갑니다. 주빈 있죠. 시장은 동대문에 있습니다. 저 thì có ở Đồng Đại Môn. 가격이 삽니다. Giá thì rẻ. Ở đây 가격 có nghĩa là giá cả. 사다. 사다 có nghĩa là rẻ. Và trái nghĩa với 사다 chúng ta sẽ có từ 비싸다. Đây. 사다 có nghĩa là rẻ, 비싸다 đắt, đúng không nào? Rồi, 주빈 씨는 바지가 많습니다. Bạn 주빈 có nhiều quần. 주빈 씨는 치마를 샀습니다. Bạn 주빈 đã mua váy. Rồi ở đây chúng ta sẽ có câu 1 là câu như sau. 시장은 가격이 비쌉니다. 시장은 가격이 비쌉니다. Ở chợ thì giá nó đắt, đúng không ạ? Ở đây chúng ta lại có thông tin là rẻ, đúng không? Vậy thì câu này là câu sai. Tiếp theo, 주빈 씨는 바지가 없습니다. 주빈 씨는 바지가 없습니다. 주빈 không có quần, có không ạ? Có đúng không? Không những có mà là có rất nhiều, đúng không nào? Vậy thì câu này cũng là câu sai. Tiếp theo, 주빈 씨는 치마를 샀습니다. Bạn 주빈 đã mua váy. Câu cuối cùng của chúng ta chỉ ra đáp án câu này là câu đúng, đúng nào? Chúng ta sẽ đánh dấu O vào đây. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với bài thứ hai của phần này. Ở đây chúng ta sẽ có 저는 한국 음악을 좋아해요. 동생은 한국 영화를 좋아해요. 한국 음악을 안 좋아해요. 저는 CD를 사고 싶어요. 동생은 DVD를 사고 싶어해요. 그럼 저는 한국 음악을 좋아해요. Tôi thích âm nhạc Hàn Quốc. 동생은 한국 영화를 좋아해요. Em tôi thì thích phim Hàn Quốc. 한국 음악을 안 좋아해요. Và không thích nhạc Hàn Quốc. 저는 TV CD를 사고 싶어요. Tôi thì muốn mua đĩa CD. Đĩa CD là đĩa nhạc ấy. 동생은 DVD를 사고 싶어요. Em thì muốn mua DVD. DVD là cái đĩa để các bạn có thể xem hình, xem phim. Ở đây chúng ta để ý là 저는 chủ nghĩa ngôn thứ nhất đi với 고 싶다. 동생 chủ ngữ ngôn thứ ba đi với 고 싶어 하다. Được chưa ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem thử là cái phần dưới này là đúng hay là sai nhỉ? Câu đầu tiên, 저하고 동생은 한국 음악을 좋아해요. Tôi và em thích âm nhạc Hàn Quốc, đúng không ạ? Ở đây câu đầu tiên của chúng ta có 저는 한국 음악을 좋아해요. Nhưng mà ứng với câu này thì chúng ta lại có là 동생은 한국 음악을 안 좋아해요. Vậy thì câu này chỉ đúng có một nửa thôi, đúng không? Vậy thì cái cục nó vẫn là sai nha các bạn.
chúng ta sẽ đánh dấu X vào đây. Tiếp theo, 동생은 한국 영화를 좋아해요. Em thì thích phim Hàn Quốc. Câu 2 của chúng ta ở trong bài là dẫn chứng cho câu này. Vậy câu này là câu chính xác. Tiếp theo, 저는 DVD를 사고 싶어요. Tôi muốn mua đĩa DVD, đúng không ạ? Không đúng nào, tôi thì sẽ muốn CD, đúng không? Muốn mua CD, vậy thì câu này là câu sai. Chúng ta sẽ cho em nó một số ít. Và bây giờ chúng ta đã hoàn thành xong phần làm quen của chúng ta. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần luyện đọc. Ở đây chúng ta sẽ đọc một cái đoạn văn của một bạn nào đó và sau đó sẽ kiểm tra là thử là câu dưới này là đúng hay là sai. Ở đây sẽ là đoạn văn của bạn Hạc Subin. 다음 주 금요일은 동생 생일이에요. 동생이 제 글을 좋아해요. 그래서 소설책 한 권을 샀어요. 동생이 옷을 받고 싶어해요. 하지만 옷을 너무 비싸요. 그래서 안 샀어요. 6 câu này nha. 다음 주 금요일은 동생 생일이에요. Vào thứ 6 tuần sau là sinh nhật của em tôi. 동생이 제 글을 좋아해요. Em tôi thì thích sách. 그래서 소설책 한 권을 샀어요. Tôi đã mua một cuốn, một cuốn tiểu thuyết đúng không? Vì vậy tôi đã mua một cuốn tiểu thuyết. 소설책 có nghĩa là cuốn tiểu thuyết đấy các bạn. 동생이 옷을 받고 싶어요. Em tôi thì muốn là nhận quần áo. 하지만 옷은 너무 비싸요. Nhưng mà áo thì nó rất là đắt. Ở đây 하지만 nhưng tuy nhiên thì áo nó mua là rất là đắt. 그래서 안 샀어요. Vì thế mà đã không mua. Ở đây chúng ta sẽ có hai liên từ 하지만 và 그래서. 하지만 tuy hoặc là tuy nhiên này, nhưng này. Và 그래서 có nghĩa là vì thế, vì vậy. Thì sau này khi mà sử dụng trong đời sống hàng ngày thì các bạn cũng nên sử dụng các liên từ này để kết nối lại những cái thông tin mà mình nói với nhau, để tăng sức thuyết phục hơn và nói một cách để mà cái kết nối của chúng ta sẽ linh hoạt hơn và nó phong phú hơn nha các bạn. Và ở đây chúng ta sẽ có 박수빈 씨는 동생 선물을 샀습니다. 박수빈 씨는 동생 선물을 샀습니다. 박수빈 đã mua quà cho em. Ở đây 선물 có nghĩa là quà, quà tặng đấy các bạn. Thì ở đây chính xác không ạ? Đúng rồi, chính xác. Bạn này đã mua một cuốn tiểu thuyết để dành làm quà sinh nhật đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ có câu này là câu đúng. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với một cái bảng để chúng ta có thể điền thông tin của bạn Baksubin vào đó. Ở đây bảng này chúng ta sẽ có mua gì sắt sale, bạn đã mua gì nè, và về sắt sale, vì sao lại mua. Ở đây chúng ta có từ về, tức là hỏi vì sao, tại sao. Hoặc là bình thường nếu mà hỏi là sao tại sao vậy thì chúng ta chỉ cần là về. Còn ở đây là hỏi lý do vì sao mua, chúng ta sẽ có nguyên cụm là về sắt sale. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có những thông tin như sau. 동생이 책을 좋아해요. 와, 소재색 한 권을 샀어요. Vậy thì 박수민 씨는 무엇을 샀어요? 소재색 한 권. 왜 샀어요? 동생이 책을 좋아해요. Đây là xong phần thông tin của bạn Park Soo Bin. Bây giờ chúng ta sẽ đến với người bạn thứ hai. Đây là bạn Lee Ji Hoon. Bạn Lee Ji Hoon đúng không nào? 저는 어제 백화점에 갔습니다. 가방이 예뻤습니다. 그래서 가방을 하나 샀습니다. 신발을 사고 싶었습니다. 신발이 너무 컸습니다. 그래서 신발은 안 샀습니다. 이게 꺼내냐? 저는 어제 백화점에 갔습니다. Hôm qua tôi đã đến trung tâm mua sắm. 어제, hôm qua, đúng không? Thế nên là chuyển của quá khứ, chúng ta sẽ sử dụng thì quá khứ at và of, đúng không? Đây, at và of nằm ở đây rồi. Tiếp theo, 가방이 예뻤습니다. Vì cặp nó đẹp, đúng không? Nó đã rất là đẹp. Rồi, 그래서 가방을 하나 샀습니다. Vì vậy, tôi đã mua một cái cặp. Ở đây, 하나, nó không được biến đổi, đúng không? Tại vì đằng sau nó không có danh từ chỉ đơn vị. Nhưng mà ở đây, nếu mà nói như thế này, thì chúng ta cũng đã biết được là chúng ta mua một cái, đúng không? Một cái cặp, đúng không nào? Rồi, từ tiếp theo, đó chính là 신발을 사고 싶었어요. Tôi đã muốn mua giày dép. Ở đây, 신발 có nghĩa là giày dép đấy các bạn. 신발이 너무 컸습니다. Cái giày dép thì nó rất là to, nó rất là rộng. 그래서 신발을 안 샀습니다. Vì vậy mà không mua giày dép.
Rồi, ở đây chúng ta sẽ có câu thứ hai của bạn Ichifun như sau. Ichifun 씨는 백화점에서 가방을 샀습니다. Và Ichifun đã mua cặp ở trung tâm thương mại, đúng không ạ? Chính xác, chúng ta sẽ có những thông tin như sau. 백화점에 갔습니다. 가방을 하나 샀습니다. À, vậy thì câu này là câu đúng. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với bảng của bạn này để chúng ta điền thông tin vào đây. 이지훈 씨는 무엇을 샀어요? 아, 가방 한 개를 샀어요. 와, 왜 샀어요? 왜 샀냐? 가방이 예뻤습니다. Là vì cái cặp đẹp đúng không? Vậy thì câu này chúng ta sẽ điền ở đây là 가방 한 개 và 가방이 예뻤습니다. À, các bạn có điền giống như thế này không ạ? À? Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang người bạn thứ ba nhá. Ở đây bạn thứ ba của chúng ta tên là Kim Minh Chun. Rồi. 저는 과일을 좋아합니다. 사과를 사고 싶습니다. 귤을 사고 싶습니다. 시장에 갔습니다. 사과는 비쌉니다. 귤은 삽니다. 그래서 사과는 한 개 샀습니다. 귤은 열 개 샀습니다. 지금요. 저는 과일을 좋아합니다. Tôi thích hoa quả. 사과를 사고 싶습니다. Tôi thích mua táo. 귤을 사고 싶습니다. Tôi muốn mua quýt. À, quýt có nghĩa là quýt nha các bạn. 시장에 갔습니다. Tôi đã đi chợ. 사과는 비쌉니다. À, táo thì đắt. 귤은 삽니다. Quýt thì rẻ. 그래서 사과는 한 개 샀습니다. Vì vậy mà tôi đã mua một quả táo. 귤은 열 개 샀습니다. Tôi đã mua 10 quả quýt. Ở đây chúng ta sẽ có 김민준 씨는 사과를 안 샀습니다. À, ở đây chúng ta có bạn 김민준 không mua táo đúng không? Có lúc nào bạn 김민준 vì đắt quá nên bạn mua một quả táo. Vậy thì câu này là đáp án sai. Chúng ta sẽ chọn ở nó một dấu x. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái bảng để chúng ta có thể điền thông tin của bạn 김민준 vào đây. 김민준 씨는 무엇을 샀어요? Ở đây chúng ta sẽ có 사과 한 개 và 귤을 열 개 đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ điền vào đây như thế. Rồi, 왜 샀어요? 과일을 좋아합니다. Là vì thích hoa quả đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ điền như sau. Rồi, xong, chúng ta đã hoàn thành xong phần luyện đọc của chúng ta ở đây. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một phần khác, đó chính là phần nâng cao Tho Arabosita. Ở đây sẽ là một bài quảng cáo của ES Master về việc là khuyến mãi. Ở đây chúng ta có từ sể là từ xa le đấy các bạn. À, chúng ta có từ xa le đấy, sể. Thì chúng ta hay gọi là xa le đấy. Đây, sể thì từ này là ở trong tiếng Anh. Và qua tiếng Hàn thì nó sẽ được phiên âm và viết như thế này. Sể, ES Master, sể là vì chương trình khuyến mãi của siêu thị ES, được chưa ạ? Rồi ở đây chúng ta sẽ có 4 món đồ như sau. Chúng ta sẽ đi đến đọc từng món đồ, từng giá tiền và cũng như là ưu và nhược điểm của nó nha. Đầu tiên chúng ta có một tủ lạnh đúng không ạ? Tủ lạnh ở trong tiếng Hàn chúng ta sẽ có từ nính răng cổ. Ở đây mình sẽ viết ở những đây nha. Đây, nính răng cổ có nghĩa là tủ lạnh. Rồi, chúng ta sẽ có giá gốc của nó là 1 triệu đúng không? Và giá sau khi mà khuyến mãi, sau khi mà áp mã giảm giá thì chúng ta còn 750.000 won. Thì ở đây 1, 2, 3, 4 đúng không? Chúng ta còn 75 ở đằng trước. Chúng ta sẽ đọc số này là 75.000 won. 75.000 won là 750.000 won. Được chưa? Rồi, 아주 큽니다. Nó rất là to. 문이 두 개 있습니다. 문이 두 개 있습니다. Là có hai cửa đúng nào? Nó khá là to và nó có hai cửa. Rồi, tiếp theo ở dưới dòng dưới này. 하지만 안이 좁습니다. Tuy nhiên, ở trong thì nó khá là hẹp, nó khá là chật. Ở đây, an có nghĩa là ở phía bên trong. Và chụp tà có nghĩa là hẹp đấy các bạn. Hẹp này hoặc là chật thì chúng ta sẽ dùng từ chộp bà. Rồi chúng ta đã hoàn thành xong đồ vật đầu tiên đó chính là nính răng cô đúng không nào? Tiếp theo chúng ta đến với tivi. Tivi thì chúng ta sẽ có từ ở trong tiếng Hàn là television. Mình sẽ viết ở đây cho các bạn nha. Đây,
Television, từ này thì nó được phiên âm từ tiếng Anh là television. Thì ở đây television là TV. Ở đây TV của chúng ta sẽ có bao nhiêu tiền ạ? 400.000 đúng không? 40.000 won. 40.000 won. 40.000 won, 400.000 won. Và có design이 예쁩니다. Vì thiết kế thì nó đẹp đúng không ạ? Design là thiết kế. 색깔이 예쁩니다. 색깔이 예쁩니다. Màu sắc đẹp. 색깔, màu sắc. Rồi design là thiết kế này. 색깔 là màu sắc. Tuy nhiên, 하지만 작습니다. Tuy nhiên thì nó nhỏ đúng không ạ? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với một cái máy tính xách tay. Máy tính xách tay thì chúng ta sẽ có cụm từ là notebook computer. Notebook computer thì chúng ta sẽ có máy tính xách tay. Máy tính xách tay của chúng ta có bao nhiêu tiền đây ạ? 990.000 won đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ có 99만 won. 99만 won. À, 990.000 won. 가격이 삽니다. Giá thì rẻ. À, chú khá rất là nhẹ. À, về cân nặng đấy các bạn, chúng ta có từ khá phép tả có nghĩa là nhẹ. Rồi, 하지만 디자인이 안 예쁩니다. À, nhưng mà à, cái thiết kế đấy nó lại không đẹp đúng không nào? Rồi chúng ta đã hoàn thành xong thông tin thứ ba của cái máy tính xách tay rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái cuối cùng, đó là cái camera, cái gì ạ? Máy ảnh đúng không nào? Chúng ta sẽ có từ camera. Camera, à, từ này cũng xuất phát từ từ ở trong tiếng Anh đúng không nào? Camera của chúng ta sẽ có giá bao nhiêu ạ? 199.000 won thì chúng ta sẽ có 199.000 won. 199.000 won. Design이 예쁩니다. Thiết kế đẹp. 아주 작습니다. Khá là nhỏ gọn. 하지만 비쌉니다. Nhưng mà nó khá là đắt. Vậy chúng ta vừa hoàn thành xong cái việc đọc tờ quảng cáo và nắm những cái thông tin ở trên tờ quảng cáo này. Bây giờ chúng ta sẽ đi xác nhận những thông tin có ở trong quảng cáo này để làm bài tập. Ở đây chúng ta sẽ có bài tập đầu tiên là liên quan đến tủ lạnh đúng không nào? 냉장고. Ở đây 냉장고문이 세 개입니다. 냉장고문이 세 개입니다. À, tủ lạnh này có 3 cửa đúng không các bạn? À, cửa của tủ lạnh thì là 3 cái đúng không? Không đúng nào, ở đây chúng ta có thứ kê 2 cái thôi. Vậy thì câu này là câu sai. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với một cái bảng để chúng ta có thể điền thông tin ở đây. Ở đây vật của chúng ta là 냉장고 là cái tủ lạnh đúng không nào? 무엇이 좋습니까? À, cái gì thì tốt và 무엇이 안 좋습니까? À, cái gì thì không tốt. Ở đây phần tốt thì chúng ta sẽ có ở phía bên này và phần không tốt chúng ta có ở phía bên này đúng không nào? Rồi, ở đây chúng ta sẽ có gì ạ? 무엇이 좋습니까? 큽니다. 무엇이 안 좋습니까? 아니 좋습니다. À, chúng ta sẽ có thông tin như thế này, được chưa ạ? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với đồ vật thứ hai, chúng ta có notebook computer. À, notebook computer là cái máy tính xách tay đúng không nào? Notebook computer의 색깔이 예쁩니다. Ở đây có không? Ở đây thì cái màu sắc của cái máy tính xách tay này rất là đẹp. Có không các bạn? Mình không có thông tin đúng không? Với lại mình có một cái thông tin nữa, đó là design이 안 예쁩니다. Tức là cái thiết kế không đẹp. À, chúng ta thiết kế không đẹp thì làm gì có màu sắc đẹp đúng không nào? Vậy thì câu này là đúng hay sai các bạn nhỉ? Cái thiết kế này có cái màu sắc này có đẹp không? Không đúng nào, vì bây giờ chúng ta sẽ chọn câu này là câu sai. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với bảng để chúng ta có thể điền thông tin nào vào đây. Computer thì ở đây 무엇이 좋습니까? 가격이 삽니다. Và 가볍습니다. Nhẹ và có giá rẻ đúng không nào? 무엇이 안 좋습니까? 디자인이 안 예쁩니다. Là thiết kế không đẹp. Rồi đây cũng là chính là phần kết thúc của phần nâng cao của chúng ta ngày hôm nay và sẽ kết thúc phần đọc của bài 7 Mối con sa kỳ mua sắm ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Annyeong!